Chào tất cả các bạn, mình sẽ bắt đầu nhanh thông tin tình hình dịch Covid. Tính đến tối ngày hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2021 có những nội dung như sau. Đồng Tháp vừa ghi nhận thêm 312 ca dương tính thuộc công ty thủy sản Đồng Tháp. Bệnh viện Nguyên Chiểu cho biết một bệnh nhân Covid-19 nặng dần cải thiện các sinh hiệu. Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay thực hiện theo chỉ thị số 16, Công an huyện Bình Đại đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Và thông tin về giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên toàn miền Nam Thủ tướng Chính phủ, và một số hình ảnh mà người dân đi mua lương thực thực phẩm trước cái ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, và thông tin số ca Covid dương tính trong ngày hôm nay tại tỉnh Bến Tre. Và để bắt đầu cho thông tin chi tiết, mọi người cho mình một cái đăng ký bên dưới nha, để những cái video của mình đến tay mọi người nhiều hơn, nhanh hơn. Đầu tiên là thông tin về công ty thủy sản Đồng Tháp ghi nhận 312 ca dương tính. Thì sáng nay, ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh cho biết, ngay khi phát hiện 38 ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 11 tháng 7, thì huyện đã tiến hành sàng lọc, điều tra dịch tễ, tách 242 công nhân ở dây chuyền sản xuất thức ăn thành F2 theo dõi tại nhà. Dây chuyền này được tách biệt với nhà máy sản xuất, nhà máy xuất hiện ca dương tính. Khoảng 500 công nhân còn lại được tầm soát bằng biện pháp xét nghiệm PCR mẫu gộp, ghi nhận 49 trên 50 mẫu dương tính nha mọi người. Các lần xét nghiệm PCR mẫu đơn phát hiện tiếp theo là 160 ca và 61 ca, và hôm nay là 53 ca. Thì hơn 700 F2 bao gồm những trường hợp tiếp xúc gần người nhà, tiếp xúc mua hàng, được cách ly tại nhà. Chính quyền đang quản lý chặt chẽ và test nhanh để tìm ra những ca nghi ngờ đưa đi cách ly, không đưa đi cách ly ồ ạt khi chưa tầm soát. Mục tiêu là phải giảm tải, hạn chế lây chéo tại các khu vực cách ly. Thì hiện tại là hôm nay là Đồng Tháp đã lên là 1.082 ca nha. Rồi đây còn ổ dịch công ty thủy sản Đồng Tháp là ổ dịch lớn thứ hai tại Đồng Tháp. Tiếp theo là một bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện Nguyên Chiểu dần cải thiện các sinh hiệu. Trước đó là ngày 13 tháng 7 năm 2021, bệnh viện Nguyên Chiểu đã tiếp nhận một ca điều trị bệnh nhân là 64 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ba Tri, bị nhiễm Covid-19 trong tình trạng là nguy kịch, được chuyển đến bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh. Bệnh nhân bị suy đa tạng trên nhiều bệnh nền, cao huyết áp, tiểu đường, cholesterol. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn trực tuyến cấp bệnh viện, đồng thời cử một ekip chuyên nghiệp để tiến hành thở máy và lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Lực lượng y bác sĩ được bố trí làm việc theo ca kíp để kịp thời chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Liên quan đến tình hình Covid-19, bệnh viện Nguyễn Chiểu cũng tiến hành xét nghiệm PCR tầm soát cho toàn bộ nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện. Kết quả 2 ngày qua thực hiện đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 7 có 1.800 nhân viên và bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện còn một số mẫu vẫn đang chạy, dự kiến sẽ có kết quả vào chiều ngày hôm nay. Trước cái thông tin là sẽ có giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn miền Nam, bao gồm 19 tỉnh và thành phố, thì Bến Tre thì trước sau gì cũng sẽ giãn cách xã hội. Thì trước cái ngày mà Thủ tướng yêu cầu là phải trước cái 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, thì một số người dân đã bắt đầu đi ra mua lương thực phẩm, như bạn cũng thấy đó. Mọi người bắt đầu là chiều nay là đã đi mua lương thực phẩm rồi. Công an huyện Bình Đại vừa xử phạt nhiều trường hợp quy định về phòng chống dịch, thì nhắc nhở là 5 trường hợp không đeo khẩu trang đúng cách nè, lập biên bản một cơ sở kinh doanh không đóng cửa nè, 3 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng nè, 1 trường hợp tụ tập đông người nè, và 8 trường hợp không đeo khẩu trang. Thì ra quyết định xử phạt 3 trường hợp, 1 ở thành trị và thị trấn là 2, không đeo khẩu trang và ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, là phạt cái số tiền là 6 triệu đồng. Và sau đây là thông tin số ca dương tính tại tỉnh Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2021, bao gồm Bến Tre ghi nhận đến chiều ngày hôm nay là 17 trường hợp dương tính, trong đó Ba Tri là 12 trường hợp, An Hòa Tây là 3 ca, An Nghĩa Trung là 1 ca, An Thủy là 2 ca, Phú Lễ là 1 ca và Tân Xuân là 5 ca.
tại quận Bình Đại là 1 ca tại Thừa Đức, tại Dòng Trôm là 2 ca tại Bình Thành, và thành phố Bến Tre là ghi nhận là 2 trường hợp, bao gồm 1 trường hợp ở Bình Phú và 1 trường hợp ở phường 6. Thì tổng số trường hợp đang điều trị là 164 trường hợp, trong đó 131 trường hợp chuyển điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi, 1 trường hợp chuyển điều trị tại bệnh viện Nguyễn Hình Chiểu và 32 trường hợp chuyển đến bệnh viện Y học Cổ truyền. Bệnh viện Y học Cổ truyền là bệnh viện mà giả chiến số 2 mà hôm qua mình đã đưa tin. Thì mình cũng xin kết thúc thông tin Covid của Bến Tre hết ngày hôm nay. Bạn nào thấy thông tin mình bổ ích, hữu ích thì bạn cho mình cái đăng ký bên dưới nha. Mình sẽ truyền đạt thông tin đến tay mọi người nhiều hơn. Chân thành chào tạm biệt mọi người.